Trường mẫu giáo, một nơi tuyệt vời để học tập, vui chơi, gặp gỡ thầy cô, quen những người bạn mới, tìm hiểu về mọi người, tìm hiểu về ngôi trường, chọc phá bạn bè, ném bạn xuống hố, bỏ độc vào thức ăn, lấy dao đâm thầy cô, cắt đầu lao công, thực hiện các nghi thức ma quỷ.